2606 thiếu toàn bộ kích thước cửa. Thế đi cho thợ làm lại thôi chị ạ. Vấn đề này cho thợ làm lại thôi. Đúng rồi. Dạ. Vấn đề sai chỗ nào thì thợ phải làm lại. Thế đó thôi. Vấn đề về thiếu hụt hay nọ nọ sai sai thì vấn đề chỗ về sau này chị làm việc với họ. Chào toàn thể quý vị khán giả đang quan tâm theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ cùng với đội ngũ thanh tra về trực tiếp tại công trình để có thể kiểm tra giám sát cho công trình. Và bên cái tối này thì đó chính là anh Hồ Hoàng thuộc bên bộ phận phòng thanh tra, người sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong ngày hôm nay. Và anh Hoàng này, em có để ý được rằng là cái công trình ở phía xa xa kia rồi thì em không thấy là cái biển bảng của công ty, cũng như là đội ngũ thợ thi công thì cũng không thấy có mặc đồng phục hay là mũ nón gì cả. Vậy thì không biết là công trình này như thế nào vậy anh? Công trình này thì là do bên chúng ta thiết kế, chủ đầu tư thì sẽ tự thi công. Dạ. Thì ngày hôm nay chúng ta về là để giám sát ở cái giai đoạn hoàn thiện cái phần điện nước, cũng giống như là cái phần khu vực chắt thô, kiểm tra lại các kích thước thông số cửa, thông thủy cho chủ đầu tư để sắp tới chuyển giao vào cái giai đoạn hoàn thiện. Thì là đối với công trình này có một cái đặc trưng và khác biệt hơn so với các công trình khác, dạ, cũng như của chúng ta là thiết kế. Những cái công trình chúng ta thiết kế, chúng ta sẽ có 3 lần về hỗ trợ giám sát cho chủ đầu tư. Nhưng riêng công trình này thì chủ đầu tư đã tin tưởng bên Mark Home và có ký thêm cái gói hợp đồng giám sát chọn gói của bên chúng ta. Đấy. Thì là cái vấn đề này là chúng ta sẽ mang cái tính chất là kiểm soát lại chất lượng thi công của tổ đội gia đình tự thuê. Dạ. Và chúng ta phải kiểm soát lại là xem đúng theo bản vẽ và kích thước hay không. Và trong cái quá trình xây dựng này chúng ta sẽ đưa ra những cái tư vấn trong cái quá trình xây dựng cho tổ đội và cũng như là gia đình. Dạ, vâng, vậy chúng ta cùng nhau vào bên trong kiểm tra nhé. Rồi, mời Ngọc Huyền cùng quý vị các bạn. Hiện tại công trình này là đang vào giai đoạn chát thô của trong và ngoài. Thì chúng ta bây giờ đang kiểm tra về cái chất lượng bề mặt tô chát hay là ổ của công trình. Đội chát được. Hiện tại công trình đang vào những cái giai đoạn phần làm điện nước và cùng với lại cũng như là chắt thô thì công trình đang cho đi đường điện với cái phần đế âm điện đây. Đây khu vực này sẽ là khu vực bếp, lanh tô thì đều đạt cái chiều ngậm của lanh tô vào trong bờ tường. Theo đúng cái tiêu chuẩn của thiết kế hiện tại là cái chiều lanh tô ngậm vào đang đạt là 40cm. Bản lanh tô cửa sổ bếp rất là cao, đạt được 100. Đó. Về cơ bản phần công trình này thì cũng vẫn đang ở cái giai đoạn phần chắt thô, nên là hôm nay anh em về để kiểm tra qua về cái phần điện nước chủ yếu là chính. Chất lượng thợ tự thi công đây là qua đánh giá sơ bộ rất là đảm bảo, kể cả về những cái tiểu tiết nhỏ nhất như là chẳng hạn là sử dụng lưới mắt cáo đóng tiếp giáp giữa tường xây và cái phần cột bê tông này. Tất cả các hệ thống lưới mắt cáo đều có bu lông đóng đinh vào đây để giữ cho cái phần lưới mắt cáo này. Nhưng tuy nhiên cái phần lưới mắt cáo này nhá, cái độ phủ của nó vẫn chưa đạt lắm đâu. Hiện tại bây giờ phủ ở đây mỗi bên được có 10, nhưng mà nếu mà được lên tổng khoảng 15cm một bên tổng cái lưới mắt cáo này, nó rơi vào 30cm thì nó sẽ là ok nhé. Các bác thợ làm đấy rất là kỹ, kể cả như chúng ta quan sát về cái chất lượng tường chắt thô ở đây. Tường chắt thô ở đây là các bác chát nó cũng rất là đạt. Cái phần đế âm này bao giờ nó cũng để khi mà làm lúc mà chưa chắt thô ấy, bao giờ cái cốt của đế âm này nó cũng phải nhô ra so với cái tường gạch một chút, đến lúc ghi chát thô xong cái là toàn bộ cái bề mặt
của cái đế âm này sẽ nó sẽ bằng cùng với là cả cốt của mặt tường. Về chất lượng tường chát thì nó phải kiểm tra bằng cách đập ổ để kiểm tra xem là có bị phân lớp hay là tách lớp hay không. Một phần cái bờ tường này bị ụp hay không thì nó do rất là nhiều yếu tố. Có thể là do cái bề mặt tường khi mà chúng ta ốp, khi mà chúng ta chát thô thì không tưới ẩm, nên là khi mà chúng ta chát thô này nó sẽ hút hết cái phần nước và nó sẽ phân lớp với cả phần lớp vữa xi măng này ra. Đạt chất lượng khá là tốt. Để mà công trình mà tự thi công đối với tay nghề thợ như thế này là mình đánh giá khá là cao hiện tại đến cái giai đoạn này. Đường chi tiết cửa sổ chát phẳng lì luôn, vuông thành sắc cạnh luôn. Đoạn này dính ổn, điểm này dính ổn. Đây sử dụng lưới mắt cáo trong cái vấn đề đóng giữa hai phần khác nhau, đó là phần tường xây và cái phần cột. Sử dụng đấy đủ. Trong này là toàn bộ cái khu vực thô của phần điện nước, thì tất cả cái ống cấp nước và ống đều sử dụng là ống PPR hết. Hệ thống ống thoát nước thì nó sẽ sử dụng bằng ống nhựa PVC. Đấy. Đây là công tác là chống thấm cổ của cái phần thoát nước này, và cũng giống như ở cái phần hộp hộp kỹ thuật đó. Một trăm phần trăm công trình đều sử dụng toàn bộ là ống gen cứng dùng cho cái phần hệ thống điện này, chứ không sử dụng ruột gà. Sử dụng ruột gà thì cũng vẫn được thôi, nhưng mà về cái phần ruột gà thì nó sẽ vẫn có những cái hạn chế hơn so với cái ống gen cứng này. Hạn chế rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái quá trình mà thi công ấy, đắp vữa vào để mà giữ cho cái phần ống ruột gà đó không may mà nó quá tay hoặc là mạnh một chút là cái ống gen gà nó bị bẹp xuống, là sẽ gây khó khăn cho việc là luồn rút dây điện về phía sau này. Bây giờ lên đến cái khu vực cái phần mà mái ở bên trên, đang ở trong cái phần làm mái ngói, thì chúng ta sẽ lên trên phần trên này để kiểm tra về phần hệ vỉ kèo. Rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái quá trình mà thi công ấy, đắp vữa vào để mà giữ cho cái phần ống ruột gà đó không may mà nó quá tay hoặc là mạnh một chút là cái ống gen gà nó bị bẹp xuống, là sẽ gây khó khăn cho việc là luồn rút dây điện về phía sau này. Bây giờ lên đến cái khu vực cái phần mà mái ở bên trên, đang ở trong cái phần làm mái ngói, thì chúng ta sẽ lên trên phần trên này để kiểm tra về phần hệ vỉ kèo. Trong thiết kế của công trình thì là sử dụng là hợp kim vỉ kèo siêu nhẹ, nhưng mà đây gia đình đang chuyển lại sang toàn bộ là sử dụng là bằng thép hộp. Cái này thì cũng do cái nhu cầu của chủ đầu tư thôi. Khu vực này xong rồi tư vấn để làm thêm cái phần chống thấm ở đây. Mái thì mái kín rồi. Nhiều nhà người ta cẩn thận, người ta vẫn làm hết. Chân này anh dùng nở 8 khoan xuống hay là anh dùng sắt 6 đóng đấy? Đóng. 6 đóng hàn chấm à? Anh có đi dằng ngang cho nó không? Đây có điểm cao rồi, dằng thấp. Tất cả những điểm ra này dằng ngang dằng chéo đầy đủ anh ạ. Vì nếu mà anh đi cũng không như này, thì anh phải dùng hộp khác. Chúng ta dùng này được, một tít này được. Đây sau mấy cái điểm cao dằng ngang này. Ở tại những cái điểm cao này thì anh chỉ là ngang thôi là được rồi. Bởi vì là cái hệ sắp hộp này, cái sắp hộp này nó không như sắp siêu mỏng, nó không như sắp siêu nhẹ kia. Siêu nhẹ kia thì nó cần đầy đủ các cả các vỉ kèo bắt
Nhưng mà cái vấn đề ấy là khi mà thay đổi cái phần làm mái này này thì có trao đổi với chủ đầu tư là vẫn làm đúng theo thiết kế hay không, hay là làm theo cái sơ đồ của bên chỗ các anh cung cấp. Đấy thì nó lại sang vấn đề khác. Chủ bảo làm sắt cũng được. Làm sắt cũng được đúng không? Tóm lại là vẫn cứ anh cứ thêm cái hệ kèo giằng ngang này cho em nhé. Giằng ngang này, đúng rồi. Giằng ngang ở tại cái điểm cao này cho em. Đấy, sau đó thì bởi vì là cái này thì là phát sinh như thế nào, hết bao nhiêu tiền thì lúc đó anh sẽ làm quyết toán với chủ đầu tư. Nó ở hiện tại hiện trạng công trình như rồi. Đây này, ở trong bản thiết kế anh xem cái phần vỉ kèo mái điển hình. Đối với như ở trong phần vỉ kèo mái điển hình của bên em là nó có cả giằng chéo cơ, nhưng mà nó áp dụng với cả thép siêu nhẹ. Đây đang 27 tròn, lên mái nữa 5 phân nữa 275. Đủ. Đây cameraman lại quay này. Từ điểm cao nhất xuống này. Đủ. Tiếp đi. Đây 1m8. 1m9. Được có 1850 thôi. Đó. Còn cây bò nữa. Thì đây là 1950 thì đây. Như đến tầm này. Cái bò cao kia nó cao lên tầm khoảng 5 đến 7 phân nữa cơ mà. Đấy, hiện tại nhá, mặc dù là tự thi công nhưng mà đội thi công này là làm rất là đúng quy trình nhé. Các bạn xin thấy xem đây là cái phần các ống thoát và ống bệt nhà vệ sinh nó cứ đều làm chống thấm cổ ống rất là chu đáo và chỉn chu luôn, sử dụng luôn nhá, Scalatech nhá. Đấy. Chống thấm luôn. Kể cả những hộp kỹ thuật đây, nhớ này. Hộp kỹ thuật này. Đổ cao hơn so với cái mặt sàn luôn này. Chống thấm cổ hộp kỹ thuật này. À, rất là chỉn chu. Thợ được thi công như thế này là quá nét rồi đấy. Một tám không một này, anh nhìn nhé. Anh người nhà đúng không? Đây kiểm tra luôn nhé, trong bản vẽ nhé. Không lúc ấy bảo là các chú đọc với nhau dở. Đấy. À, 2m này, hoàn thiện luôn này. 2206 nhé. Chiều cao 900 nhé. Này, bắn này. 795-800. Sau nó còn côn nữa. Đấy. Tiếp cửa, cửa. Cao bao nhiêu? 2606 thiếu toàn bộ kích thước cửa. Cái này nó thiếu thì thực sự ra là nó cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều cả, bởi vì từ 2m7 xuống thì đây cái cửa nó sẽ còn 2m rưỡi. Đây để đảm bảo hơn nhé, đo cả bằng thước tay luôn nhé. Cái này nếu thế này thì thợ nhôm kính phải đến đo lại chứ, làm theo thiết kế không, bản vẽ được. Không làm theo bản vẽ được đâu. Lúc đấy đến làm theo bản vẽ là bắt đầu không làm được, lúc đấy là nhau thôi. Đây gia đình lại nhìn nhá, gia đình lại nhìn với cháu này. Đây chuẩn luôn 2m6 nhé, đang hụt với 100 nhé. Nếu mà làm cốt nền hoàn thiện nữa thì sao chỉ còn 2550 thôi. Em không biết, chưa biết thực tế nó như thế nào, quan trọng là hiện tại đo ở đây đang phải sai đã. Còn chiều rộng này, cửa 900 thì ok. Còn chưa biết là chủ kể. Nhà người ta có đồng ý cho các anh làm nhỏ đi không nữa. Cái đấy bọn em cũng chưa biết, bọn em chỉ làm vào báo cáo lại cho các anh thôi. Tiếp sang mấy cái cửa bên này đi. Cửa này chắc là bị hết rồi. Thằng này đang bao nhiêu? 900. 900 thì đủ. 900 thì đủ. Anh đo mấy cửa. Giờ 850 mới 8. Đây. Thôi. Còn về để mà tổng quan như từ vừa nãy giờ đi kiểm tra, kể cả về cái phần tường chát như thế này nha, với cả các góc cạnh tường chát như thế này, thì là trong đánh giá tay nghề của đội thợ làm rất là chỉn chu và tay nghề cao đấy. Thì mình nhìn ngay từ kể cả cái mép tường này. Như mép tường chát thì người ta chát rất là vuông thành sắc cạnh này. Anh người nhà, anh chắc hơn em, anh chỉ anh thôi chứ không chú đâu, đúng không? Anh tự đánh giá được, anh nhìn luôn cả cái góc nghiêng như thế này.
nhìn này đánh giá bề mặt chắt tường như thế này là khá là ổn. Tại vì là mấy thì là bảo là cái giá thì là cũng là chăm sự gọi là nhờ vào các ông thợ. Bây giờ những cái chỗ mà các ông đã làm sai rồi thì bây giờ các ông phải làm sao cho nó hơi ấy cho em một tí. Là cái chất lượng thợ ở đây anh đánh giá như thế nào? Đấy, em hỏi thật luôn, thật lòng anh em mình trao đổi. Còn để em nói trước, như em đánh giá nhé, em là người được người nhà thuê phía công ty để giám sát về cái phần kỹ thuật này. Sau những cái lần mà thợ làm xong để bọn em về gọi là kiểm tra lại xem đúng bản thiết kế hay không, thì quan điểm của em đánh giá tổ đội thợ này từ kể cả xây cho đến làm sắt thép đều là ok, không có vấn đề gì cả. Em lên công trình nhà mình lần này lần thứ 4, lần 5 rồi, còn những lần khác là các bạn khác. Thì em đánh giá là về đến kể cả giai đoạn hoàn thiện hay là cả những cái điện nước chống thấm cổ thoát sàn kìa, về cả hồ kỹ thuật, em đánh giá là người ta làm đúng quy trình đấy. Người ta sử dụng Sikalatex đầy đủ này, người ta đánh vát cổ thu này, xong người ta đổ vào đấy để người ta chống thấm vào cổ, như thế em đánh giá là đúng quy trình, kể cả chất lượng tường này luôn. Vừa nãy em kiểm tra về độ ộp của nó rồi, hiện tại bây giờ là không có hiện tượng phân lớp và mặt bề tường chát nó đảm bảo, em cho là đẹp. Thì em đấy là khía cạnh của em, còn nhưng bây giờ em muốn trao đổi và hỏi thêm anh ấy, anh cũng là người cháu trong gia đình và cũng là người em của chị Đào hay như nào đấy, thì là gia đình có nhờ anh sang đây thì anh cũng có trông gai thời gian, chắc cũng phải từ đầu đây, thì anh đánh giá như nào, anh thấy như nào? Tốt mà, nói chung là tốt rồi. Đấy, mình phải khách quan cả hai phía. Đây này, kể cả thợ này, người ta bịt hết tất cả bằng băng dính ở đầu, tránh tình trạng vữa viếc rơi vào sau này. Người ta làm nên là người ta mai sau người ta làm người ta sướng, người ta không làm khổ chính bản thân người ta. Bà khá là rất cẩn thận. Bà chính rồi. Em ở đây cũng không bà. Còn nếu như mà kể cả bà đấy thì bà thấy là từ thời gian đầu làm, còn như con thế đấy, con phải kiểm tra thêm. Bởi vì cũng sát sao lắm ấy. Thì bây giờ nhà mình bỏ tiền ra mà. Cũng sát sao lắm, cho nên vì các ông thợ bảo là cái bà này bà ấy soi cá soi bà không cũng biết một lấy người ta đi làm thợ người ta làm theo cái tâm người ta thôi. À, cái đó còn cái mái này là gia đình nhà mình chuyển sang làm sắt hộp và anh mới lại bảo đầu tiên là bọn thiết kế là bọn làm vỉ kéo siêu nhẹ, nên là mình chuyên muốn chuyển sang làm sắt hộp à? Chả biết đây coi là cứ chả biết là bảo là làm như nào, thế nhưng đây có cái thằng đấy thì do gia đình thống nhất thôi. Thì chả biết là bảo cái này nó là kinh tế của gia đình, bọn cháu không thể can thiệp vào được. Thế nhưng mà thép là thép của thiết kế là thép hộp không, nó là hợp kim vỉ kéo siêu nhẹ, nó sử dụng bằng vít bắn. Còn đây là thép hộp thì người ta sẽ sử dụng bằng máy hàn các điểm nối lại với nhau. Nhưng mà hàn có chuẩn bằng ấy kim. Cái nào nó cũng đảm bảo về tính yếu tố kỹ thuật của nó cả. Nhưng mà đối với cả cái phần hàn này thì là theo thời gian ấy thì là mình phải bảo quản tốt được các điểm mối hàn. 3-4 năm thì mình nên kiểm tra một lần, hoặc 1 năm mình kiểm tra một lần. Đây cô đang bảo là các mối hàn thì bây giờ các cháu phải cái thứ nhất là hàn chống rỉ này, xong sơn. Sơn bằng sơn đỏ chống rỉ. Sơn trắng. Sơn đỏ đại bàng chứ sơn chống gì? Bà. Sơn chống gì? Sơn chống gì khác? Sơn chống gì xong bắt đầu mình mới sơn bên ngoài. Dạ vâng. Đấy. Mình thích sơn đẹp thì mình mới sơn nhũ lên, mà không thì chỉ sơn chống gì thôi. Đấy, lại cái hộp sơn nhũ quét nữa thì là nó lại đồng màu ngay. Bây giờ chỉ cần là sơn chống gì này xong rồi dạ. Mình ở ngoài mình sơn ấy nhũ. Vâng, nhũ bạc ạ. Dạ. Vâng. Vâng, nghe chào chị ạ. Vâng, chị ơi, tình hình là bây giờ là bên em về kiểm tra thì là đã xong cái công việc đấy. Có cả thợ này, có cả em trai chị này, hay là anh trai đấy, có cả bà đây, thì bây giờ đang ngồi trao đổi lại để thống có một số cái vấn đề ấy. Thì là muốn trao đổi lại với chị để cho chị cũng như nắm được ấy chị. Dạ vâng. Bây giờ như này chị nhá, về cái vấn đề thang máy ấy, thì là nó sẽ liên quan đến cả kỹ thuật thang máy nữa. Thì là cái này nên kết hợp giữa thợ xây cùng với cả bên chỗ mà thang máy chị cho đến để làm thầu cái phần thang máy nhà mình ấy, để làm sao để đạt được cái kích thước tiêu chuẩn của bên thang máy người ta đề ra là nó hợp lý nhất chị ạ. Đấy. Còn về cái phần mà bọn em kiểm tra qua một vòng ấy, thì bây giờ hiện tại kích thước cửa nhà chị đang bị hụt mất cái chiều cao của phần cửa trên tầng 2 nhé. Đang thiếu đi tận khoảng những 15 phân cơ. Nếu như mà hoàn thiện là thiếu đi những 15 phân cơ. Kích thước ở trong thiết kế là 2m7. Về trên thực tế
Dạ vâng. Thợ xây đây hiện tại là không có ai, thì có một anh làm cái phần mái ngói đây, thì em chắc là cũng ở bên đội của anh Phong đấy, thì em trao đổi qua thì tất cả phân cửa hụt bao nhiêu? Hụt đi 15 phân chị ạ. 15 phân cửa chính ạ? À? Không, tất cả các cửa buồng ở trên tầng 2 ấy ạ. Cửa đi ạ. Vâng, đấy thì còn về phần chát tường thì bây giờ chất lượng chát tường là em thấy đánh giá là đảm bảo được đấy chị ạ. Bởi vì người ta đang chát rất là tốt, về kể cả độ ẩm của tường nữa là ok đấy. Mặt nhẵn mịn mẹ cả các góc tường ấy, các thứ là đẹp đấy ạ. Về công tác chống thấm ở các cổ thoát sàn, nhà vệ sinh hay là bồn cầu, các thứ lavabo, các điểm nước ra các thứ đều đạt tiêu chuẩn. Thoát sàn người ta đều sử dụng là Sika, người ta đổ, người ta làm chống thấm hết ở cổ đấy ạ. Vâng, vâng. Có nghĩa là bây giờ sai là có nghĩa rằng là hụt, thiếu hụt 15 phân ở trên cửa tầng... Tầng 2 ạ, dạ vâng ạ. Còn phần nào nữa em? Đấy thì bây giờ hiện tại là cái phần thô thì mình bây giờ chỉ chát đến cái phần đấy thôi. Thì là kiểm tra sơ bộ ra là như vậy, còn cái phần mái ngói thì bây giờ nhà mình là thấy trao đổi lại là bảo là chuyển từ hợp kim siêu nhẹ sang là sắt hộp đúng không ạ? Thì cái phần sắt hộp này thì em cũng có trao đổi với cả anh thợ sắt hộp rồi, là cái điểm răng điểm cao ấy thì là phải bổ sung cho em là các điểm răng ngang đấy, thì anh cũng ok đồng ý rồi. Thì cái này là chắc chắn là sau này sẽ có răng điểm ngang vào gia đình nhà mình, và sau này khi mà hoàn thiện xong bọn em phải về kiểm tra một lần nữa, chứ không phải là bây giờ là xong luôn. Dạ vâng. Còn ở dưới chân thì các bác ý là sẽ khoan, các bác cắm sắt 6 xuống, các bác chấm hàn vào đấy thôi. Ừ. Dạ. Okay. Dạ vâng vâng. Vấn đề cơ, vấn đề điện về nước, về mọi cái đúng không? Điện nước thì ok, kể cả về chát tường người ta đều có đầy đủ lưới mắt cáo các thứ ở hai phần là bê tông cột với cả tường xây gạch đấy ạ, để chống nứt đấy ạ. Thì là người ta đều làm có lưới mắt cáo đầy đủ cả đấy ạ. Dạ vâng. Đường điện thì hiện tại bây giờ người ta đặt đế, thì đế âm thì là so với là cả cốt của thằng mặt tường thì đều đúng rồi, đảm bảo rồi. Nó không bị hụt đi, không hay bị cao lên đâu. Thế còn cái gì ạ? Thế còn với một người thiếu hụt mất là hụt mất 15 phân cửa thì nhìn đến sao bây giờ? Cái phần đó là sau này nếu như mà hoàn thiện và kẻ ốp lát thì nó sẽ hụt mất tầm khoảng là 15 phân. Thế đấy thì là em trao đổi là như vậy, thì là cứ yêu cầu thợ là làm lại đúng kích thước thôi, còn sai kích thước thì bây giờ hụt hoàn thiện lên hụt những 15 phân thì chết hơi dở. Đúng rồi. Dạ. Vấn đề ở cái chỗ là giữa cái hôm chị em mình đã nói rằng đỡ hợp đồng với nhau, bởi vì chị không có ở nhà, chị tin tưởng các em và giao dạ. cho các em. Lời dạ. chị nói cũng lời các em nói, sai ở đâu các em phải sửa, còn đúng các em thu và sai các em phải chấp nhận sửa. Dạ vâng, ok, thế thì em hiểu vấn đề rồi ạ. Em sẽ yêu cầu tổ đội thợ sửa lại thôi. Dạ. Hôm đấy hình như em không lên, hôm đấy là bạn Thanh lên, chắc là bạn Thanh biết, bởi vì hôm đấy là chị và bạn Thanh lên, chị đã nói rõ ràng và làm việc với bạn Thanh rồi. Dạ. Lời của chị nói đúng như lời của bạn Thanh nói, bởi vì các bạn làm sai, bởi vì rằng là chị không có ở nhà và ngược lại là chị không kiểm soát được, chính vì thế mới nhờ bên em. Vâng. Mà nếu như sai thì các em phải chịu trách, vấn đề ở bên nào sai bên đó phải chịu trách nhiệm. Dạ vâng vâng, rồi rồi, dạ. Em hiểu ý chị ạ. Em hiểu ạ, dạ. Thế đi cho thợ làm lại thôi chị ạ, vấn đề này cho thợ làm lại thôi. Đúng rồi. Dạ. Vấn đề sai chỗ nào thì thợ phải làm lại. Thế đó hay thôi, vấn đề về thiếu hụt hay nọ sai sai thì vấn đề chỗ về sau này chị làm việc với họ. Dạ vấn vâng ạ. Vấn đề chỗ làm đúng theo như kích thước bản vẽ các em đề ra. Dạ vâng ạ, ok chị. Ừ. Vâng. Thế chị nhá, còn các cái vấn đề khác gì đấy thì là cũng không có vấn đề gì đâu. Để sau này nó hoàn thiện nữa thì bọn em phải về kiểm tra nữa. Và bây giờ trước mắt là sẽ là yêu cầu tổ đội thợ là làm lại toàn bộ cái cửa về làm sao cho đúng kích thước. Cứ hoàn thiện làm sao đủ, đến lúc hoàn thiện đủ 2m7 cho tôi là được. Còn đến lúc mà hoàn thiện xong bọn em phòng, bọn em về kiểm tra lại một lần nữa mà không đủ 2m7 thì là cứ thế là chị làm phương án thanh toán với người ta thôi. Ừ. Dạ, vâng. Cái này ở dưới tầng 1 thì ok đúng không? Kích thước ở dưới tầng 1 ok đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Ok em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chứng kiến một buổi kiểm tra cho công trình của nhà cô Việt có địa chỉ tại sông Công Thái Nguyên. Vậy thì không biết là trong quá trình kiểm tra vừa rồi thì có vấn đề gì không anh? Công trình này thì là do bên chúng ta thiết kế và gia đình tự thi công. Thì hiện tại trên tất cả cái tổng quan của công trình này đang ở cái giai đoạn là sườn chát thô, hoàn thiện phần thô thôi. Thì về cái phần vấn đề chát tường các thứ hoàn thiện thì không có vấn đề gì cả.
mặt bề mặt chát tường, tường hoàn thiện tương đối là tốt, kể cả tới các góc cạnh. Chiều cao thì bây giờ liên quan đến cái phần của chiều cao thông thủy của cửa buồng tại khu vực trên tầng 2 hiện tại đang là bị hụt đi so với thiết kế rất là nhiều. Sau này nếu như mà có hoàn thiện thì là so với thiết kế là cao 2m7 thì nó chỉ còn được tổng khoảng 2m550 thôi, có nghĩa là hụt đi những 15 phân liền. Thì cái này cũng đã trao đổi trực tiếp với lại cả cô, cũng giống như là chị Đào là chủ đầu tư con gái của cô bên Đài Loan, qua bằng phương thức là gọi điện thoại qua Zalo. Đã. Thì là chị Đào cũng đã rất là thẳng thắn và trao đổi là trong cái quá trình làm hợp đồng thiết kế với tổ đội thi công ấy thì là sẽ có thuê chúng ta là bên thứ ba giám sát cho chủ đầu tư. Thì hiện tại là chị Đào có yêu cầu là cứ đúng theo thiết kế làm. Vì vậy là bên phòng thanh tra yêu cầu trao đổi trên nhóm làm việc chung, thông báo toàn bộ lỗi sai và yêu cầu tổ đội thi công là phải sửa lại về đúng cái kích thước thông thủy của nó. Hiện tại kể cả như cái chiều cao của bậu cửa sổ xuống nó cũng đang bị sai, toàn bộ bị kéo xuống, dẫn đến cái việc là toàn bộ cái đường chỉ đi đắp phào ở phía bên ngoài này cũng đang bị kéo xuống sai lệch theo. Đó. Còn về các công tác như là chống thấm của các cổ ống, của các cái nền nhà vệ sinh thì tổ đội thi công đang sử dụng theo các cái phương thức là đúng quy trình của nó, cũng như sử dụng là cả Sika vào để sử dụng cho việc chống thấm của công trình. Còn một phần nữa là về cái phần mái ấy, thì là trong thiết kế chúng ta thường thường là sử dụng cái phần nó là vỉ kèo hợp kim siêu nhẹ, nhưng mà do cái nhu cầu của gia đình thì lại muốn chuyển sang sử dụng bằng thép hộp mạ kẽm. Thì hiện tại là công trình đang làm bằng thép hộp mạ kẽm, thì về cái phần thiếu cái khung giằng ngang ấy, thì anh đã trao đổi trực tiếp với cả anh thợ thi công về phần này rồi. Thì sau khi mà hoàn thiện được xong bộ khung này thì người ta sẽ bổ sung thêm một loạt giằng ngang của cái phần mái này nữa. Như anh vừa chia sẻ thì gia đình nhà chị Đào đấy ạ, thì cũng có là thuê riêng bên mình là có giám sát, có giám sát ở bên ngoài đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình giám sát như thế này thì không biết là bên mình thì có còn về những lần sau nữa không anh? Cái vấn đề mà khi chúng ta ký kết cái hợp đồng giám sát, tư vấn giám sát cho chủ đầu tư khi đối với những cái chủ đầu tư mà làm thiết kế bên chúng mình, bên công ty mình ấy, thì là những cái lần mà về để kiểm tra giám sát cho gia chủ thì thường thường là liên quan đến cái giai đoạn là hoàn thiện của các phần, như chẳng hạn là sắt thép, móng, sàn, mái, và các giai đoạn như là chuyển giai đoạn như là phần chắt thô, là điện nước. Ngoài ra thì chúng ta cũng không giới hạn số lần về công trình như thế này, và công trình này chúng ta vẫn phải về là kiểm tra, nghiệm thu, giám sát cho chủ đầu tư nhiều lần nữa. Bởi vì là khi mà làm việc thì chúng ta đều có những cái điều khoản và hợp đồng rõ ràng thể hiện là bằng văn bản và chữ ký của hai bên. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Hòa rất là nhiều. Quý vị thân mến ạ, cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và anh Hoàng cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công trọn gói, vui lòng liên hệ tới các số hotline của Mark Home để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.